khó nhỉ. Hôm nọ người ta xây mương, người ta bắt cái bánh rồi. Con thua rồi. Chẳng ăn thua. Ốc này. Bắt ốc này luôn. À, anh ấy hữu mấy cái này ra. Không có trong này. Mấy cái hang này chủ gì chẳng có. Anh móc trong có cà chê không? Ui, rắn nó tợp cho phát cái tỏi. Cái chai này. Này. Hả? Ấy, tôm to. Đâu đâu? Tôm to. Đấy. Ui giời, tôm to. Cua nữa này. Mà con cua, con tôm to này. Tôm với cả cái chai. Nó vẫn chưa cạn hẳn đâu. Đấy, chạy. Đâm cho nó phát. Ui vào mất hàng rồi. Thôi đợi nó cạn hẳn đã. Nó cái này đã. Nó đi. Lần như chạy. Ôi! Cá! Cá này! Cá gì? Ôi! Cá này! Cá! Ui quỷ! Ui! Đây! Để em cướp! Con sao ấy? Để em cướp! Còn một con nào nữa ấy? Thôi, nó cạn rồi, chỗ khu này nó không chạy được đâu. Con thoát được cái chai. Đây! Ôi! Khánh! Để em bắt cho! Con này quỷ em thấy nha! Mười, nước cạn này! Mười con đời cạn! Ây da! Chạy đi đâu? Con này em thấy nha! Ây da! Lên trên đấy cũng cạn rồi! Ngu à. Ui, con này bị cua cắn này. Cua cắn chứ nó cải vậy này. Mày à bưởi. Nói chung là ngon. Ngon này thôi. Anh ơi, con nó chạy xuống dưới này, dưới đây có một sâu đấy. Không sâu. Sâu gì cái chỗ đấy. Ở dưới đây có suối mà. Cá nằm trong thớt rồi. Được. Trời ơi. Con chiến lại bỏ rồi. Bắt lên. Làm gọi đây. Gọi cho treo à. Gỏi. Nói chung là con này hơi bé. Anh ơi, mang lên con gỏi đây. Ôi, khỏe con tôm của em đâu? Mày vứt đâu, mày thấy cá mày bỏ cả tôm rồi. Ôi, con tôm cháu to rồi. Nói chung là con này không to lắm mọi người ạ. To được. Rồi, thế này là to rồi. Tạm ổn, mà cứ thả nó ở đây nó có chạy được đâu. À mà sợ người ta lại mất. Người ta đi qua lại mất đấy. Con đi kiểm tra, giả soát xem một loại nữa đi. Giả soát tiếp xem có con gì nữa. Thế này gọi là may mắn rồi. Mình cứ tưởng không có con gì nữa. Ừ. Mới điên là cầm đi thấy lươn mà đâm. Không, lươn bắt tay được. Bắt được. Em bắt được mà, anh không biết kiểu bắt rồi. Em cầu kiện luôn này. Ừ, giời. Chạy chạy. Ấy, tôm to rồi. Ui, tôm to. Con nó mẹ của em. Ôi, nó cứ hàng rồi. Ra điểm móc rồi. Ây, ui tê. Ra điểm móc con này à. Mày em mới. Dám chút vào hàng. Mất rồi. Còn hàng sâu rồi. Sâu đấy. Tránh ra. Ủa sâu lắm. Tránh ra. Bên này còn sang, cái mắt sang bên này này. Mới vào hàng mất. Con tôm rõ to. Cháu. Ui cả chiếc. Ngon. Chính này là. Mới đi vượt long môn à. Cả chiếc hóa rồng. Chắc đấy. Là nó đang lên trên. Lên suối đang to. Nó đang lên suối to nó cạn. Thì bị anh em mình bắt. Ui tôm. Tôm bé con gì bé. Nhặt lấy khoảng tầm chục hai chục con làm một xiên đẹp ấy. Lúc này thấy con này em vứt mất con tơi đâu to. Ui. Nó chưa cạn hẳn đâu, chạch nó chưa đấy. Chạch nó phải cạn khô rong ấy. Nó chui từ cả cái lỗ này ra này. Ôi, kích điểm. Bắt được đâu, nó chưa cạn chưa bắt được đâu. Thôi, tí nữa đợi nó cạn hẳn đã. Anh em mình lên nướng con này đi. Đây. Thôi, nói chung. Nói chung là có chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm này mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ. Hay là ai đẩy rồi ấy. Siêu cay. Hay là ai đẩy rồi. Ừ, mày điên rồi, cá thì gai đi. Đem ra đồng thả. Cái này mọi người thấy đủ cay chưa? Ớt. Bây giờ ớt đồng máu đây, đầy ớt. Bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Nhét con này vào đây. Con này sao đùng, cái này phải tí nhét làm sao được? Thử xem. Nhét vào xong tí nữa úp nồi nướng. À úp luôn cái chậu này. Úp chậu á? Không
mà. Ôi, gần vừa đấy. Ôi, vừa. Nhìn nó yểm yểm như cái một cái vốc này mà vẫn vừa con cá chép nha mọi người nhé. Đây, nó còn cái đầu đoạn này nữa này, cho nó lên là vừa hết. Cố lên. Đâu? Nó phải vào được cái đoạn này này. Hãy cắt khúc ra. Không, đừng cắt khúc. Ui, đấy. Ruột cá. Đấy. Đấy. Vào. Rồi. Bọc ạ. Ui, trời ơi. Vào. Ôi, nhưng mà phải có cái gì khâu lại chứ anh. Đấy. Đấy. Ôi, vừa luôn mà nhỉ ạ. Nhét ớt vào. Nhét, à tí nữa nhét nhiều ớt vào. Nhét dưa vào. Vậy em nhét dưa đâu. Om dưa theo phong cách gọi là... Ngon. Ui, thêm ớt vào, thêm ớt vào. Thôi, dưa thế thôi, nhét tất ớt vào. Rồi. Ăn cay phơi, đấy. Đang lạnh. Ôi mà anh không lạnh à? Lạnh mấy? Chỗ này mặc áo cổ quá. Ừ, áo da. Năm ngoái mình mặc áo da này. Mà không có tiền mua áo. Không có bộ tiền. Bộ áo da huyền thoại. Trải qua bao nhiêu... Để thôi đuôi ra rồi. Hiểu ơi, anh cho nhiều ớt quá. Ui. Cây là la la. Đây, nhét thêm ớt vào đây. Đây. Lốt đít nữa đấy. Ôi, khéo lụi, lụi. Lỗ đít thật đấy. Điền. Dạ dày, cứ lại dạ dày lại lỗ đít. Thì dạ dày nó gần với đít mà. Nhét à? Nhét nhiều à? Cô giáo em bảo là từ lỗ đít này xong đi vào đến dạ dày. Quên ướp mắm muối rồi. Rồi, đổ vào đây. Ừ, tí nữa. Đấy, em dốc mắm rồi nhé. Anh mở cái lỗ đít này ra dốc. Tí nữa. Nhét ớt vào đã. Ôi. Xong tí nó mổ mổ phải sạch nhỉ anh nhỉ? Hết cái ớt này vào. Ôi, anh ơi! Tí nữa, tí nữa. Nói gì nhỉ? Nó mê mê dốc mắm vào đi. Đây. Rồi, dốc vào đấy, được. Mày ác bửi. Mày không thoát được đâu con trai. Tu bi, con cá. Rồi, thế thôi, thế thôi. Mặn. Không mặn đâu. Cay anh còn chả sợ gì, sợ thì mặn. Cá chép ôm dưa cay. Nhét thật đó nhiều này. Ớt. Nhét đỏ vào. Ăn nó phơi cho nó nồng ăn ăn. Ui ớt nó ngấm vào tay em cay quá. Rồi cuối cùng cũng hết ớt. Bây giờ cái dạ dày nó trở thành một cái gì đó rất là kinh. Ớt nó sân sùi ra này, to hơn bao nhiêu ấy. Đấy, thấy chưa. Bây giờ thôi, chỗ dưa này chắc là không hết được. Anh phủ ra ngoài ấy, xong rồi ra ngoài xong rồi đốt đấy. Ui cái này thì úp thế nào, từ xem nào. Lại đi một cái chậu nữa rồi. Cái này anh phải bọc giấy bạc chứ, không có không? Từ từ. Không cái đĩa. Biết rồi, từ từ anh đang ướm thử. Đấy. Được. Vừa zin. Sẽ kiếm chỗ để đốt đã. Đây gọi là nặng chân cá ngủ trong bao tử. Đấy. Ngủ ra đấy. Ngủ trong bao tử ớt. Đây tận đây, tận đây. Ôi. Ui. Ngủ phát hết đầu rồi tao. Cho mày lên. Cho thêm không? Thế thôi. Từ từ. Thêm một tí nó tí nữa anh. Đây. Đấy. Đấy, nàng tiên cá ngủ trong rừng. Đâu, ngủ trong này là trong quan tài ớt. Đấy. Em. Tan 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 tan. Lớt 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 thêm đi thêm đi. Thêm không? Đây, không không. Đưa tao vào. Tôi đưa con dao đi. Mày cầm dao tôi nó nguy hiểm lắm. Ây da, ngọt thế. Người ta có trình độ người ta khác. Đấy, chiếu nó. Đây là phòng tân hôn này. Rồi. Phòng tân hôn của con cá. Rồi thế thôi. Chậu đâu rồi? Lấy chậu đi. Úp vào. Không biết là có cao quá không. Đây nào. Cây thừa. Quên. Phải làm lại. Thừa cây rồi. Cho một ít lá xoan nữa. Lá xoan là phải ăn à? Này, phí. Phí thì là phí. Phí là phí. Chặt là ngắn đâu, nửa đây nhỉ. Ngắn lên. Tiểu phu đốn củi. Nếu bị gập thì nó lại nhỉ. Ừ.
Quả tay đấy. Ui lạnh này mà tự nhiên bị sứt tay này. Nóng ấy. Tự nhiên mong sứt tay à? Vẫn ngắn. Cho thêm đi. Thế thôi, đấy. Ok chưa? Siêu ok. Nhưng mà đã thiết kế thì cứ phải ẩn là. Thử xem nào. Ủa bảo cái cao vậy nhỉ? Đây. Chạm mất rồi. Không chặt vào đây này. Đây, bây giờ phải đào cái đất nó xuống dưới một tí. Vì cho nó đỡ cao lên. Đào đất á? Đó. Nó bị gồ ghề nhỉ? Đó. Mọi người chờ tí nhé. Bây giờ phải đào đất á. Đào ao. Bỏ cái này đi. Đào, đây là đào ao thả cá. Lừa lọc hẳn ra. Đấy. Quả này kiểu gì cũng được anh nhỉ? Quả này chắc chắn là thành công rồi mọi người. Úp Úp xì ngầu không bé lắc. Úp bạc cả sáng tài. Cười gì? Úp bạc cả sáng tài. Rồi lấy đất đấy trộn nước đi. Không phải trộn. Không, ói khói đấy. Không ói đâu. Thôi đừng hất lung tung. Ói khói đấy. Làm được cẩn thận. Anh rốt thì anh đặt đá lên xong rồi đặt đất lên. Không. Rồi, ok. Lấy củi, bây giờ phải đi lấy củi đã mọi người. Để em đi chặt củi. Đấy, kín thế này mọi người ạ. Cho củi lên. Ê, vui cái này này, vui lá vào. Vui lá vào. Để chúng ta dễ ướt đấy. Này, cảm thấy có cái gì chua chua thì bỏ luôn đấy. Đảng ngay chụp cái mèo rồi có lần. Rồi, cho vào đi để anh cho củi. Xay lên đi, rửa thiếu cao nguyên. Để xay lên đi. Em cho nhé. Đứng nồi lửa lên em. Nào đưa bên này, chậm bên này nữa. Xay lên đi. Rồi, cháy rồi đưa. Nó chưa cháy nữa. Lâm tâm. Tắt rồi anh ơi. Tắt rồi. Cái gì? Nhưng khuét chỗ này già đó. Lâm tâm tắt cháy luôn. Mày. Đấy. Mày không phải châm. Bị em châm một người. Kiệt thế. Mày châm là cái gì? Anh tàn phá hạ. Ui, cháy hết. Châm em lỗ này đi. Này anh em mình quyết định đốt rừng keo. Đốt rừng keo. Đùa thôi. Nó chỉ cháy một tí cái lá này xong rồi nó xẹp xuống mà. Nó xẹp xuống mà. Nó cháy to đâu. Hôm nào mình anh em mình lên đốt núi để nướng chuột đây. Anh thích lên báo à? Không, đi vào gặp anh cá. Bây giờ mình vừa tao cá, tao vừa vài cá. Đỏ lắm. Tao phải vừa trước. Em bây giờ hơi em chưa đã có gì. Chín rồi anh ơi. Không biết là chín chưa nhưng mà em sợ cháy rồi. Khả năng nếu mà chưa chín thì chắc chắn là cháy rồi. Từ từ. Rất là căng đấy. Ôi lại hỏng cái chậu. Ấy hỏng chậu rồi. Ấy ơi, để em quạt cho. À, được cái anh em mình làm. Ấy à, mình làm gì đấy? Quạt. Thôi. Đấy. Anh em mình được cái là làm thì ít mà phá thì nhiều. Yên tâm.
ăn để luôn que, đi. Để que. Đây. Để sửa cái đất này đã. Ui bỏ cái này đi ra cho nó đỡ bỏng. Đái vào. Đái á? Chứ bùn đái. Ôi nhưng mà đái xương chim đấy. Ai bảo mày là xương chim? Ui nó nở ra. Ui vừa ngon đấy xà. Xà. Ngon đấy. Không phải dạng vừa đâu. Ngon đấy nó anh ạ. Nở à. Ra này. Đấy này. Kéo nó sưng lên rồi. Nó sưng tròn nhờ. Thằng Nghi còn chưa chín. Chín đấy. Rồi. Chín rồi ăn được cả dạ dày cơ. Đĩa này. Giờ đĩa ra nha. Đĩa giờ đĩa. Bây giờ phải lấy cái gì để nhấc nó ra cơ. Đĩa bị mẻ rồi. Mẻ được. Được chưa? Chưa. Anh ơi, để em bóp cho anh. Khá là hay đấy. Nó bị thủng. Đây là đất này. Nào, cho vào, cho vào. And... Ui, cẩn thận, nhắm vào than này, nhắm vào than này. Ôi xa. Đây là sản phẩm của anh em ấy. Tiền. Bây giờ sẽ... Khui hàng. Khui. Tao sợ chưa chín để chào. Chín rồi, chưa chín sao lên. Rục. Chưa chín. Sao, dấu ẻm ấy. Có dấu ẻm không? Ui. Hình như là hơi khói ấy. Không, mùi dừa, ôi khói gì tao đậy kín như thế. Em khui ra. Bây giờ anh em mình sẽ mổ, tiến hành mổ lợn nhá. Mổ lợn. Ui, ớt này. Yêu. Ôi, nở ra. Ôi, em để em cắt ớt đây. Đây, mổ đây, mổ bụng. Đây gọi là gì nhỉ? Đây gọi là mổ thai nhi. Mổ gọi là cái gì nhỉ? Gọi là mổ bụng. Mổ để. Đi. Wow. Ôi. Mình mổ nhanh lên xem nào. Từ nó mới hấp dẫn. Thơm hết đấy. Ui, thơm lắm. Sợ nó đau à? Thơm kiểu dưa chua ấy. À. Ui, mẹp nó này. Mồm nó này, mồm. Đấy. Bẹp nha. Bẹp làm gì? Bánh ra, trà vào. Ui, lỗ đít nó này. Đấy, đấy, từ. Sa. Để xem thấy gì chưa? Em qua đỉnh. Qua cảnh cấp. Bây giờ phải thử cái đấy đã. Đây là muối đi. Ui. Xem nữa. Thử miếng dưa. Ui trời. Tao bảo rồi mà. Tao bảo rồi mà không nghe cơ. Sống. Cá sống nguyên. Sao sống được nhỉ? Thấy chưa? Dưa nó còn. Này, mày sờ vào cái hộ tao cái. Tao bảo rồi. Chưa mắm, dưa ăn được rồi. Ăn dưa thôi. Cá thì chín mũi các bạn này. Cá cũng đã chín luôn. Tao bảo rồi không nghe. Cái dưa rồi chín rồi. Dưa ăn được. Cá chín được có tí đoạn này. Còn lại là sống nguyên mọi người. Đi nó nướng. Ăn dưa đi. Với lại mọi người nghe. Còn oi khói. Sao nó khói nó vào được mà oi khói thế nhỉ? Anh để lại chuối. Hả? Đây. Ăn được cái này. Coi này chín. Cái này thì chắc chắn là chín rồi. Cho một cái. Ăn tàn phá hại đúng không? Tất cả mọi người nha. Ui cay đấy. Ui chín này sống. Những đoạn này chín. Chín rồi sợ ăn khó. Cơ mà. Đã bảo là chưa chín rồi không nghe cơ. Anh chẳng khẳng định là cháy à? Đoạn này cũng chín này. Em ăn trước. Ôi khói kìa. Khói lắm mọi người ạ. Lại còn cay nữa chứ. Vậy ăn được, nhưng mà cay. Ôi khói. Ăn được. Hình là món này học. Mang về nấu cháo đi. Mang về gì? Chó nó chả thèm ăn, ôi khói rồi. Nấu cháo nó không khói nữa đâu. Kiểu mình lúc nãy mình đắp cái đất xung quanh rồi. Nhưng mà nó lại có lá chuối. Nó lại cái lá chuối nó thòi ra ngoài xong lá chuối nó cháy vào trong ấy. Thế là bắt đầu bị oi khói.